Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, Nghị quyết 43 của Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư hàng loạt dự án giao thông quan trọng quốc gia với một nguồn lực lớn vốn đầu tư công. Cùng với cho chủ trương nguồn lực, Quốc hội cũng đã cho một loạt các cơ chế đặc thù, trong đó được triển khai hiệu quả nhất là việc phân cấp phân quyền cho địa phương làm chủ đầu tư một số dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đây là cơ chế chính sách mới thể hiện sâu sắc tinh thần đột phá, cải cách phân cấp phân quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhờ vận dụng tốt cơ chế này, nhiều địa phương đã triển khai các dự án trọng điểm quốc gia đúng tiến độ đề ra. Nhiều dự án quan trọng, quy mô lớn thì chính phủ cũng đã phân cấp cho địa phương theo cái cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua. Và thực tiễn cho thấy các địa phương đã chủ động hơn rất nhiều trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Thì nhờ đó, trong cái bối cảnh triển khai đồng thời nhiều dự án, thế nhưng ngành giao thông vận tải bao gồm Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đã triển khai rất hiệu quả các cái dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù của Nghị quyết 43. Phân cấp, phân quyền cho địa phương cũng tạo thuận lợi, chuyển biến rõ rệt ở công tác giải phóng mặt bằng. Đây là kết quả của việc đưa ra cách làm hay, sáng tạo, chủ động ở nhiều địa phương. Đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, phù hợp với nguyện vọng để người dân di rời, có cuộc sống tốt hơn là cách làm của thành phố Hồ Chí Minh. Để nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng cụ thể của người dân, trước đó thành phố đã chủ động tiến hành điều tra xã hội học nghiêm túc. Kết quả là thành phố Hồ Chí Minh đã có được sự đồng thuận của người dân và việc giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thần tốc. Tại thời điểm khởi công, dự án này đã có 87% mặt bằng sạch. Công tác và kiểm đếm đo vẽ, lắng nghe cái ý kiến người dân thì được triển khai không chỉ theo cái quy trình bồi thường mặt bằng mà có thêm cái điều tra xã hội học để có thể giải quyết cụ thể nhất, kịp thời nhất những cái vướng mắc, những cái nhu cầu cần hỗ trợ của người dân. Khu tái định cư huyện Thanh Oai, Hà Nội đã được thành phố khởi công xây dựng từ sớm. Theo chỉ đạo của Thành ủy, huyện Thanh Oai phải bố trí các vị trí đẹp nhất để xây dựng khu tái định cư cho người dân quận Hà Đông trong diện bị di rời để thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Khu tái định cư cũng được chú trọng đảm bảo đầy đủ các hạ tầng tiện ích để người dân yên tâm chuyển sang chỗ ở mới. Từ đó, Hà Nội cũng ghi nhận tốc độ giải phóng mặt bằng được cải thiện rõ rệt. Đây đã đủ điều kiện để các hộ dân ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đến tiếp nhận và xây dựng nhà tái định cư. Hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Hà Đông trong cái việc là nắm bắt thông tin về việc cái bốc thăm chia lô để chúng tôi hoàn thiện cái hạ tầng cấp thoát nước. Phân cấp phân quyền cũng giúp địa phương chủ động hơn trong công tác triển khai dự án. Ví dụ như với dự án cao tốc Bà Rịa Vũng Tàu, nhận diện những khó khăn chung về thiếu nguồn vật liệu đắp nền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận dụng triệt để chính sách đặc thù của Quốc hội để mở những điểm mỏ mới trong khu vực nhà nước quản lý. Nhờ đó đã đảm bảo nguồn cung vật liệu xuyên suốt với chi phí ổn định. Khi có cơ chế rồi, tôi làm có 4 tháng ra được giấy phép, kể cả nổ mìn nó là đầy đủ, rất nhanh. Còn nếu mà làm theo thủ tục theo quy định hiện giờ của nghị định của chính phủ là mất hết ít nhất là 16-19 tháng, thì cái đó là cái mà nói là nó rất là nhanh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Bà Rịa Vũng Tàu, tiến độ dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt trước kế hoạch 3 tháng. Hiện nay, phân quyền phân cấp vừa là chủ trương vừa là giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước. Hiệu quả của phân cấp phân quyền từ thực tiễn ở nhiều địa phương phần nào khắc phục vướng mắc trong thực tiễn. Câu chuyện ở Ninh Bình là một trong những ví dụ. Dự án Cao Bồ – Mai Sơn.
đây là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và là dự án duy nhất được phân cấp phân quyền cho tỉnh Ninh Bình. Nhờ phát huy tối đa trách nhiệm trong tổ chức triển khai xây lắp, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đơn vị thi công, dự án đã về đích sớm nhất trong số 12 dự án. Giao cho địa phương thì địa phương sẽ sát sao hơn về công tác là chỉ đạo xuống cấp huyện, cấp xã, rồi là cấp thôn bản là sẽ sát sao hơn và sẽ chỉ đạo trực tiếp được xuống từng các hộ dân và các hộ dân sẽ nắm bắt được rồi sẽ có cái công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn. Thứ hai nữa là về cái công tác giải phóng về cung cấp cái nguồn vật liệu là mỏ. Thì mỏ thì tỉnh là người trực tiếp quản lý sát sao về những cái nguồn nguyên vật liệu thì sẽ nắm bắt được tốt hơn và sẽ tạo điều kiện mọi cái là cho những cái thủ tục làm sao mà thuận lợi nhất để cho đơn vị có được cái nguồn vật liệu cung cấp tốt nhất. Ngay sau khi được giao cho tỉnh là cơ quan chủ quản thì tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo chủ động trong cái việc bố trí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rồi là các cái vị trí khu tái định cư, tuyên truyền vận động người dân. Đến nay thì cái dự án Ninh Bình Hải Phòng thì đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái dự án đầu tư và đang thực hiện công tác triển khai bước thiết kế kỹ thuật và dự kiến thì dự án sẽ khởi công được cuối năm 2024 và cơ bản hoàn thành trong năm 2027 theo đúng cái tiến độ chỉ đạo thủ tướng. Đây là một trong dự án mà có cái thời gian chuẩn bị đầu tư là sẽ rút ngắn với 1/2 đến 1/3 thời gian so với dự án thông thường. Là cái việc triển khai cho giao cho địa phương thì địa phương là một trong những cái cơ quan được hưởng lợi từ dự án nên đã tích cực chủ động và chuẩn bị các cái điều kiện để cho việc triển khai theo dự án như là tái định cư, như là nguồn vật liệu, như là hệ thống đường công vụ. Theo nghị quyết số 106 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số chương trình chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục được giao làm chủ đầu tư dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Đến thời điểm này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định chủ trương đầu tư với số vốn 6.865 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai, dự án đã hoàn tất với các thủ tục để có thể khởi công vào cuối năm nay, rút ngắn một nửa thời gian so với các dự án khác. Hiện nay, dự án đã lập xong báo cáo nghiên cứu khả thi và đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định theo thẩm quyền, làm căn cứ để phê duyệt dự án theo quy định. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xác định sơ bộ diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tiêu chí chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án, tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng ngay sau khi dự án được phê duyệt. Dự kiến khởi công công trình vào tháng 12 năm 2024, thi công xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2027. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Cũng theo tỉnh Ninh Bình, phân cấp phân quyền đồng nghĩa với quyết tâm không ngừng nghỉ của địa phương và sự phối hợp giữa các bên liên quan. Trong đó, việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực trình độ là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần triển khai dự án. Trong chương trình giám sát nghị quyết 43 và các dự án giao thông quan trọng, các thành viên đoàn giám sát cho rằng cần phân tích, làm rõ mức độ phân cấp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đến đâu, năng lực thực hiện của các bộ ngành địa phương, các quy định, tiêu chí, điều kiện triển khai để bảo đảm phân cấp đi đôi với năng lực thực hiện, không hạ thấp tiêu chuẩn, an toàn. Để luật hóa việc phân cấp phân quyền từ nghị quyết 43 và 106 của Quốc hội tại dự thảo luật đầu tư công sửa đổi đã đề xuất giao một Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện dự án trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên. Về quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ giao một Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên. Đa số các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc đổi mới để tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương là cần thiết. Tuy nhiên, các nội dung này mới được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn và chưa đánh giá kỹ lưỡng năng lực triển khai thực hiện của địa phương. Về các cái chính sách đang thí điểm chưa được tổng kết đánh giá, ví dụ như bây giờ giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà có cái dự án nó chạy trên địa bàn hai địa phương thì giao cho một địa phương để làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì cái này vừa rồi có gọi là thí điểm, có đưa vào cái nghị quyết 43 về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và cái nghị quyết 106 một số các cơ chế sách đặc thù thí điểm để thực hiện các cái dự án công trình giao thông. Cái chính sách
nữa là bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các cái chính sách tín dụng ưu đãi thông qua các ngân hàng chính sách xã hội. Cái này thì ban hành ở trong cái nghị quyết 98 đối với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà trong như chủ tịch Quốc hội cũng nói là chưa có tổng kết, chưa có đánh giá gì cả, thì nếu mà luật hóa ngay những cái quy định này thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn và cũng đề nghị cân nhắc kỹ cái phân cấp phân quyền như thế nào, rồi là nó ấy như thế nào. Các đồng chí phân vân băn khoăn thì chúng tôi cũng thấy là nó cũng có cơ sở và cũng này. Tôi nói ví dụ như thế này, cái tách giải phóng mặt bằng thì đúng là ai cũng thấy là tách ra thì làm trước, làm đi trước một bước thì nó sẽ rút ngắn lại. Hiện nay thì chúng tôi đang tính nó khoảng rút ngắn nó khoảng từ 6 đến 8 tháng. Thế nhưng mà đúng lại thiếu một cái báo cáo mà sơ kết đánh giá mà mấy năm thực hiện của các cái tỉnh địa phương. Thế nhưng mà như đồng chí Tùng vừa nói đấy, hiện nay thì có 4 tỉnh cho phép thì mới có tỉnh Khánh Hòa làm. Thế còn 3 tỉnh kia thì chưa bắt đầu. Thế còn tỉnh Khánh Hòa thì chúng tôi đã gửi báo cáo, yêu cầu tỉnh Khánh Hòa báo cáo để chúng tôi báo cáo với cả Quốc hội. Thì đến giờ tỉnh Khánh Hòa chưa báo cáo. Thế chúng tôi chả có gì để mà làm được cái báo cáo với Quốc hội cả. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần ra soát để bảo đảm tuân thủ hiến pháp, có sự phân công phối hợp thực hiện quyền của các cơ quan, bảo đảm quyền của các cơ quan dân cử, cơ quan hành pháp, đặc biệt là các quyền quy định trong hiến pháp. Đồng thời, việc thay đổi phân cấp phân quyền so với quy định hiện hành cần phải chỉ rõ bất cập, hạn chế dẫn đến việc thay đổi, kết quả hiệu quả mang lại khi thay đổi để thuyết phục, tạo sự đồng thuận khi trình Quốc hội. Phân định trách nhiệm, quyền hạn của Trung ương và địa phương là phương thức ghi nhận và hiện thực hóa sự độc lập tương đối và tinh thần chủ động của địa phương khi đưa ra quyết sách ở quy mô địa bàn. Thời gian qua, thể chế về phân quyền, phân cấp đối diện với năng lực dung hòa giữa tính thống nhất của pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và nhu cầu bứt phá, cất cánh ngày càng lớn của địa phương thông qua phân định thẩm quyền mà chủ yếu là phân quyền. Nhu cầu đẩy mạnh phân quyền, phân cấp ngày càng trở nên cấp thiết đối với các đô thị lớn nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để phát triển các thành phố. Đến đây chương trình giám sát toàn diện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.